Chà, cái câu này 10 phút sao mà nó dài dữ, tới 3-4 câu lận, chắc 10 phút không đủ. Tôi không để cái này dành để chiều đi nghe này nha. Chiều bây giờ con đọc cái câu nó nhỏ nhỏ một chút thì nó vừa tầm 10 phút. Con là trong quý từng giây phút một, con không có dám ăn gian cho vị một phút nào đâu nhé, cho vị nha. Mình thực tế không có thể ăn gian, mình có thể lạm phát được. Câu hỏi tiếp: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy giải thích cho con. Hàng ngày con thường nhìn thấy cảnh giới lạ như người mặt xanh, mặt đỏ, đỏ giống như gánh là đâu, đi vào nhà con, vào bếp, cháy hết cả váy áo. Lúc nhìn thấy các con vật hoặc người đi ngược trên đường, con dâu con biết đến Phật Pháp và niệm Phật thì cảnh giới đó liền biến mất. Vậy con kính xin thầy giải thích cho con như vậy là như thế nào, con thành tâm tri ân. Rõ ràng những câu này là những lời khai thị chứ không phải đơn giản đâu chư vị. Con nói như vậy các thầy có thông cảm không? Đừng nghĩ rằng là những thời khóa công phu tông phu thứ này là giải được ách nặng của chúng sanh, mà chính là giải được những ách nặng này đây. Nếu mà những vị này không khai ra, chúng ta cứ âm thầm như vậy thì vị này dẫu cho tu đến đâu đi nữa sau cùng cũng bị chướng nạn, đúng không chư vị? Cho nên một câu hỏi là một cái lời pháp khai báo cho mình là chúng ta phàm phu đầy dẫy những cái vướng chấp trong tâm, không khóa giải những cái vướng mắc này, không cách nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được là như vậy đấy. Nếu là một vị cao căn thượng cơ mà đến đây tu, các ngài không còn đến sự hóa giải này đâu, mà vô tình toàn bộ chúng ta là phàm phu. Cho nên trong lúc niệm Phật, tâm người ta rối bời bời, không thể gọi là nhất tâm được đâu, không thể nào gọi là không loạn được đâu. Mà loạn như vậy nó sẽ kéo mãi kéo mãi, nó tăng trưởng cho đến lúc người ta buông báu tâm ra đi. Cảnh loạn này nó đã tăng lên tới cùng cực. Vô tình con đường niệm Phật vãng sanh đã bị đứt đoạn rồi, đã bị mất rồi mà không hay. Cho nên khi đọc những cái câu này chúng ta mới thấy rõ ràng chính hộ niệm đã giải tỏa những chuyện này, mà còn kiên trì giải tỏa nữa, chứ không phải giải tỏa một vài phút này là đủ không đâu chứ vị. Cho nên khi mà thực tập hộ niệm, mau mau ứng dụng cái hộ niệm này đến từng người liền. Rõ ràng như vậy trong một ngày mà chúng ta tu tập đây ít ra cũng có 15 phút chúng ta nhắc nhở cho nhau. Ngài Ông Quang nói công phu tu tập của Tịnh Độ Tông là khuyến cáo chúng ta ít ra một lần tu tập như vậy. Có những người đại diện nói lên những cái điều cần thiết để chúng ta phải sửa, 15, 10 phút một chút để nhắc lần, gỡ lần. Thay vì cầu cho người ta nhất tâm không được, cầu cho người ta tâm không điên đảo cầu không được, muốn cho người ta định tâm không được, muốn cho người ta thanh tịnh không được, làm sao đây? Đó là sự thật. Chỉ có những vị đại cao tăng căn cơ cao thượng mới nhất tâm được, còn không thì người ta vướng nặng này nặng đó, mỗi người mỗi vướng nhiều lắm chứ không ít đâu. Các thầy, các sư cô có đồng ý không chứ vị? Chúng ta là những hàng tăng đoàn là cũng vẫn bị như vậy, chứ không phải là hàng phàm phu đâu thôi. Cho nên xin thưa với chư vị, đây chư vị coi nè, con tu hành hàng ngày mà con nhìn thấy những cảnh giới lạ, ta không thấy mà người đó thấy, phải không chư vị? Một lần thấy là một lần sợ sệt. Lúc tính tao này mà người ta thấy như vậy thì làm sao chúng ta nghĩ rằng là một người trước khi xả bỏ báo thân, trong cảnh mà tâm trí đã mê loạn rồi,
nghiệp chướng đã ứng hiện rồi, oan thân trái chủ dân dân rồi, người ta không thấy đây chư vị, hiểu không? Mình niệm Phật như vậy, mình tưởng là tâm người ta an tịnh, mà hoàn toàn không có an, không có tịnh, mà bị loạn động, gọi là chư căn tán loạn, thì làm sao người ta vãng sanh đây? Hiểu không chư vị? Mình thấy rõ rệt không? Cho nên muốn giải được cái này, phải tạo cái cơ hội cho người ta hỏi. Thì khi người hộ niệm luôn luôn người bệnh đó mà không nói, thì ban hộ niệm cũng mướm mồi để cho người ta thô lộ ra, để mà tìm cách giải. Nếu không hộ niệm thì cơ hội nào mà người ta thô lộ ra đây? Như vậy chư vị biết hộ niệm từ lúc nào không? Ta từ lúc bây giờ. Thực ra là hiện tại bây giờ tình ái này đóng vai là một người hộ niệm chung đây, để mà chư vị hỏi ra, để mà ngăn ngại đây. Thì bây giờ giải quyết đây. Cái thấy này chỉ là vì cái tâm của mình lo sợ, hoang mang, suy nghĩ đủ điều trong nhiều đời nhiều kiếp, nó tích chứa, nó tụ trong này. Khi mình tu hành, tâm mình cố gắng giữ thanh tịnh, thì từ cái thanh tịnh đó mà trong tâm nó ứng hiện ra những cái cặn bẫy, những cái nhơ bẩn, những cái vọng tâm, vọng nghĩ gì đó, nó ứng hiện ra mà mình thấy như vậy đó chư vị biết không? Như vậy bây giờ mình đừng sợ nữa nghe chư vị. Nếu sợ nữa thì mình vô tình nó trôi đi, không cho nó trôi mà mình lại giữ nó lại. Cho nên khi tu là trút nghiệp ra. Hồi giờ mình chứa trong tâm của mình đâu có thấy. Bây giờ nhờ câu A-di-đà Phật, mình trút những cái vọng tâm, trút những cái vọng cảnh, trút những cái ý nghĩ sai lầm của mình ra. Mà trút ra thì nó tràn lan chứa đất cho mình thấy đó, cho gì đâu, phải không chư vị? Rõ ràng không? Nhờ chư vị niệm Phật mà mới thấy đó. Nếu mà mình biết tu thì mình mừng, à như vậy là hồi giờ mình cứ nghĩ lung tung cho nên mình thấy cảnh này cảnh nọ. Vô tình cái cảnh này nó nằm trong tâm chư vị, nó lòi ra chứ đâu phải ở trong cái đạo tràng, ở những người khác đưa vào. Nếu mà ở người khác đưa vào thì người bên cạnh mình cũng thấy, mà người bên cạnh mình không thấy thì từ những cái này là ở trong tâm nó dấu kín trong này, cho ai thấy đâu, đúng không các cụ? Hiểu rõ chưa? Như vậy càng thấy mình càng vui. À đây là do mình sơ trúc trong nhiều đời tu hành. Bây giờ tu ra cứ tu ra đi, đừng sợ nó. Mà càng tu như vậy mình nghĩ, à mình còn vướng nặng rất nhiều, mình còn sai lầm rất nhiều. Vô tình chính những cái này giúp cho mình quyết chí niệm Phật, quyết chí tu hành, quyết chí vãng sanh cho kỳ được trong một đời này. Rõ ràng không? Cho nên chư vị có hiểu lời căn dặn của Ấn Tổ chưa? Khi thấy ma sự ứng hiện mà biết tu là tăng thượng duyên cho mình tu hành. Những cánh giới lạ lùng thấy người mặt xanh mặt đỏ là ma chướng, là ma sự ứng hiện ra đó. Mình biết tu thì vô tình tăng thượng duyên. Vô tình là từ bao nhiêu đời kiếp ra mình cứ chứa những cái ma sự, ma chướng, ma cảnh trong tâm của mình, không chịu cho nó tuôn ra đi. Cho nên bây giờ nó tuôn ra như vậy, tự nhiên mình thấy, à như vậy ta còn nhiều nữa chứ không phải hết đâu. Vô tình giúp cho chúng ta phải tăng gì? Tăng sức niệm Phật, tăng trưởng niềm tin, quyết chí không thể lún qua cơ hội này để chúng ta đi làm Phật. Hiểu không chư vị? Rõ ràng không? Như vậy nếu mà chư vị nghe được như vậy thì biến cái nỗi sợ thành niềm vui, đúng không chư vị? Biến sự nghi ngờ này thành niềm tin. Rõ ràng những cái điều mà u uẩn trong lòng xin chư vị mạnh dạn khai ra, mạnh dạn báo cho người đồng tu, mạnh dạn báo cho thầy, mạnh dạn báo cho người đến hộ niệm cho mình. Tức là chư vị mở toang cái cửa mê mờ để mình tu những cái tội chướng của mình ra, để sau cùng nó hết đi. Hiểu không chư vị? Một câu A-di-đà Phật là một hạt thanh châu. Hạt thanh châu bỏ vào ly nước, hệ hạt thanh châu xuống tới đâu
thì bao nhiêu bùn nhơ cặn bẩn gì đó phải chìm xuống. Rõ ràng là chúng ta sao cùng để thanh tịnh là như vậy. Cho nên một câu A-di-đà Phật phá trừ chướng nặng cho chúng ta. Hãy mạnh dạn khai ra, đừng lo sợ nữa, đừng ấp ủ những chuyện này. Hiểu không chư vị? Một cơ hội này chúng ta đã giải quyết tất cả vấn đề. Vào bếp cháy hết là tại vì tâm mình cháy, là tại vì cái vọng cảnh ứng hiện ra mình thấy cháy, chứ cái bếp đâu có cháy đâu. Vọng cảnh tràn trề, cứ cho nó tuôn ra đi thì mình sẽ hết. Mong mau chư vị phát khởi niềm tin, đừng sợ tới những chuyện này nữa. Cho nên chư vị niệm Phật đi, như giống như con dâu của mình, niệm Phật liền những cái hiện tượng này biến mất. Hiểu không chư vị? Chư vị có nhớ cái hiện tượng của ông Trương Thiện Hòa không? Lúc sắp lâm chung, ông thấy đầu người đầu trâu đến đòi nợ, ông ta sợ mất hồn mất vía luôn. Có phải là hơn cái cụ này đang nhìn thấy người đó người sanh không chư vị? Hình dáng thì khác nhau mà hình như cảnh giới giống giống nhau phải không? Rồi ông thầy đó nói ông niệm mau mau niệm Phật đấy, ông niệm Phật tự nhiên cảnh giới đó mất. Có phải người dâu này niệm Phật cảnh giới đó mất không? Nếu mà người mẹ này mà quyết lòng niệm Phật, thành tâm niệm Phật thì niệm Phật lên cảnh giới này tan biến, trả lại cho chúng ta cảnh giới an tịnh, trả lại cho chúng ta là quang minh chư Phật phóng tới giá trị, mình được an toàn bản thân. Hiểu không chư vị? Tin tưởng không chư vị? Như vậy thì chư vị có thấy hoan nghỉ chưa? Nhiều khi sự thành tâm chư vị mà chư Phật ứng hiện như vậy để nhắc nhở, à bà không phải là niệm Phật như vậy là hết nghiệp đâu, bà niệm Phật như vậy là an tịnh đâu, bà phải nhớ mà thành tâm nhé, bà phải nhớ là khiêm nhường nhé, cụ phải nhớ là cụ là người phàm phu tội chướng sâu nặng đấy nhé, chứ không phải niệm Phật 10 niệm là được gì đó. Bản thân một ngày niệm Phật đến 7 ngày là nhất tâm bất loạn, bà dễ dàng đâu nhé. Rõ ràng đây là một bài pháp nhắc nhở cho mình tu, tăng thượng duyên cho mình từ cái ma sự này. Chứ vị có thấy rõ ràng không? Từ những duyên thế này thế nọ mà tăng cho mình niềm tin, thấy thực sự là cái vị trí mình đứng chỗ nào, vô tình thấy được mình đứng chỗ nào, tức là biết mình sẽ đi đúng hướng. Chứ mình muốn đi đúng hướng mà không biết mình đứng chỗ nào, mình làm sao biết vị trí mình về, phải không chư vị? Rõ ràng chưa? Vỗ tay lên đây, hoan hỷ lên đi, không sợ nữa nhé. À, đi. Và xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của thầy Thích Tình Hải đã hướng dẫn chúng con. Giờ chúng con vô cùng là hoan hỷ qua những lời hướng dẫn của thầy, qua những câu trả lời của thầy mà chúng con nhận ra chính chúng con là phàm phu, có tu hành, có niệm Phật nhiều năm rồi mà bây giờ không có cách nào để san bằng cái nghiệp chướng của mình được. Tất cả những câu hỏi, những cái vướng mắc của những người mà hôm nay được đưa lên câu hỏi đây cũng là tất cả những vướng chấp của chúng con. May mà hôm nay được thầy hướng dẫn, chúng con mới nhận ra rõ ràng là mình còn nhiều vướng chấp lắm, không có cách nào tự mình mà hóa giải những cái vướng chấp của mình. May mà nhờ có pháp môn hộ niệm, và cũng là bây giờ nhận ra rồi tất cả những cái vướng chấp trong tâm chúng con sẽ thành khẩn khai báo hết với ban hộ niệm, nhờ ban hộ niệm hóa giải cho chúng con. Chúng con cũng xin hứa là sẽ nghe lời thầy, nghe lời ban hộ niệm và y giáo phụng hành theo lời thầy và lời ban hộ niệm. Chư vị có đồng ý với chúng con là như vậy không ạ? Nhờ cái lòng trí thành gọi là khiêm nhường và nghe lời khai báo với ban hộ niệm, khai báo với thầy Nhuận Quang, khai báo với bạn Đạo Đồng Tu, nhờ thầy Nhuận Quang, nhờ bạn Đạo Đồng Tu ban hộ niệm hướng dẫn, chúng con sẽ nghe lời. Như vậy mà có hiện tượng vãng sanh ở trong đất nước Việt Nam nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng con trân quý, quyết lòng là
là đời này hợp tác với quý thầy, hợp tác với ban hộ niệm, đúng không chư vị? Và một lần nữa xin chư vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức trên của Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Quảng Hạ Hiển, và thành tâm cảm niệm tri ân công đức của quý thầy đã tham gia chứng minh để cho tăng trưởng niềm tin. Xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của thầy Thích Thịnh Hải đã hướng dẫn chúng con trong suốt mấy ngày qua. Nam mô A Di Đà Phật.